Sau đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật. Câu chuyện về một cô gái luôn tự ti về ngoại hình của mình, luôn sợ sệt khi phải nói chuyện với người khác. Cô ấy thầm thích một chàng trai trong trường. Thế nhưng, cứ mỗi lần gặp người đó, cô lại ấp úng không nói được một câu.
trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có xa xăm thì em vẫn sẽ không hỏi tiếp vì ngày hôm nay đã nói yêu. Say you do.